Sau Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng một chiếc TR6 này con này. Một con TR6 rất là đẹp luôn. Rất là đẹp các bác nhé. Mã số 3. Về được có con này thôi, có một con duy nhất, rất là đẹp. Trong cái lô này có con TR6. Chức năng thì tất cả các bọn này nó giống nhau hết các bạn. Máy tập bát từ các dòng TR1 cho đến TR8, 9 hay là TH thì đều xếp xem vậy thôi, không có gì thay đổi nhiều. Nhưng tôn thành vách rất là đẹp có nhé, nguyên bản hết. Đời 2013 có nhé. Nội thất sạch đẹp. Nước nóng bỏng luôn. Không còn cái loại dầu mỡ nào có thể bám được trên bề mặt bát đũa nữa các bạn. Sạch luôn nhé. Nước nóng mùa đông qua chỉ cần rửa mỗi bằng nước nóng thôi, không cần phải hóa chất gì cả, và rất là sạch cả. Chiếc này bán là 3,5 triệu bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 các bác nhé, biến áp là 500.000 nếu các bác có nhu cầu mua. Loại tốt đấy, bên em bán rất là nhiều loại đấy rồi. Chào các bác.